Thành phố Đà Nẵng diễn ra hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ lần thứ hai về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Bí thư tỉnh, Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh, thành phố, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và các cơ quan liên quan. Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, thể hiện những định hướng lớn và cơ bản của các quy hoạch ngành quốc gia về tổ chức không gian phát triển, giúp mở đường, tạo ra các động lực phát triển, tiềm năng phát triển, không gian phát triển mới của quốc gia, của vùng và thể hiện cụ thể trên phạm vi không gian của từng địa phương. Hội nghị lần này nhằm tham vấn lấy ý kiến của các thành viên, ủy viên của Hội đồng Điều phối vùng, các cơ quan tổ chức liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học đối với bản dự thảo quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng để trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các cơ quan trung ương, các địa phương trong vùng cũng như các cơ quan liên quan, đồng thời nhấn mạnh rằng cần thống nhất về mặt quan điểm và phương pháp luận, quy hoạch vùng không phải là phép cộng cơ học của những quy hoạch tỉnh mà phải được xây dựng xuất phát từ những vấn đề mà các địa phương trong vùng có cùng sự quan tâm, cùng lựa chọn. Những công trình, dự án trọng điểm được đưa vào quy hoạch vùng phải thật sự mang tính động lực cho sự phát triển chung, lan tỏa cho cả vùng. Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, quy hoạch vùng cần làm nổi bật được yếu tố khác biệt riêng có của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung so với các vùng khác của cả nước. Trong vùng chúng ta cần phải xác định cái trên cơ sở tiềm năng vị thế tự nhiên, trong đó có tự nhiên và có văn hóa lịch sử và con người. Thì chúng ta phải xác định là cái gì là cái mà vùng chúng ta khác biệt với các vùng khác. Hay là những cái gì chúng ta muốn xây dựng của vùng là cái thuộc về Việt Nam, tức là quốc gia, và thậm chí chúng ta đặt cao hơn, đó là thế giới. Chúng ta đã có những thứ giá trị như thế thế giới rồi, đúng không? Các cái di sản tự nhiên và di sản văn hóa, vật thể vi thể, chúng ta đã có những cái vượt tầm của Việt Nam. Thì chúng ta phải dựa trên những tiêu chí đó để xác định xây dựng cho vùng. Chứ nếu chúng ta chỉ xác định như là một những cái nhiệm vụ, nó chỉ là địa phương, từng địa phương tiềm năng thế mạnh, thì cái đó chưa phải là cái mà chúng ta sẽ cần phải đặt. Tất nhiên là để phát triển chúng ta phải phát triển, xem xét mà mọi khía cạnh để phát triển. Nhưng mà nếu nói vùng là chúng ta phải lựa chọn như vậy. Cái gì là nó đặc sắc nhất về cái điều kiện tự nhiên, về văn hóa, về lịch sử, đúng không? Cái lĩnh vực gì mà tại vùng này chúng ta nếu đầu tư thì nó sẽ là quốc gia, chứ không phải chỉ có mỗi vùng chúng ta. Nó chúng ta đặt ra như vậy. Công trình nào chúng ta đặt lên ở đây nó là công trình của vùng và công trình đó là công trình quốc gia. Phó Thủ tướng cho rằng quy hoạch cần làm rõ và đưa ra nhiều hơn các giải pháp đột phá mang tính chiến lược. Bên cạnh những tiềm năng thế mạnh của vùng về văn hóa, lịch sử, địa lý, quy hoạch cũng cần hướng đến tạo ra đột phá trong phát triển các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, v.v. Phó Thủ tướng đề nghị xác định rõ mục tiêu, tiêu chí phát triển, làm nổi bật được bản sắc riêng biệt của từng tiểu vùng trong quy hoạch lần này. Hiện nay chúng ta đang thấy là nhiều cái tương đồng quá. Tương đồng có cái tốt, nhưng tương đồng có cái nếu chúng ta không xác định được cái bản sắc, cái lợi thế và sự khác biệt thì chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau. Chúng ta chuyển như hay nói cách khác là chúng ta chẳng có điều phối quản lý vùng gì cả, mà chúng ta cứ ào ào và cạnh tranh lẫn nhau. Thì điều đó là chúng ta không muốn, thì chúng ta phải làm điều đấy. Thì tôi đề nghị đồng chí là trong cái vấn đề này tôi muốn nhấn mạnh về mặt tư duy, phương pháp luận để giải quyết, để làm sao nó tạo ra những cái lợi thế trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cái khai thác ở từng cái tiểu vùng này. Thì tôi muốn nói câu chí như vậy. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng để các cấp, các ngành địa phương nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện những chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, của vùng và các địa phương trong vùng.